Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 14 trên NQCP về việc mua vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Cụ thể, chính phủ quyết nghị đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua 21,9 triệu liều. Vắc-xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi với các điều kiện như nghị quyết số 09 trên nửa ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về mua vắc-xin phòng COVID-19 BNT-162 của Pfizer. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả.